Hương Lan là nữ danh ca nổi tiếng và đồng thời cũng cực kỳ kín tiếng của showbiz Việt. Cô hiểm hoi chia sẻ về đời tư với công chúng hay tham gia các talk show để trải lòng về những chặng đường đã qua. Như nhiều ca sĩ khác, tuy nhiên mới đây, nữ danh ca Phả Lệ lên sóng giao lưu cùng hai người bạn thân thiết là nhạc sĩ Trung Tự Lưu và nghệ sĩ Trang Thanh Lan. Trong cuộc trò chuyện, Trung Tự Lưu hé lộ một điều ít ai biết về danh ca Hương Lan và sở thích ăn ớt. Chị Hương Lan hát rất hay, nhưng ít ai biết rằng chị Hương Lan ăn ớt kinh khủng khiếp. Đó là một điều tôi nhớ nhất. Tôi không hiểu sao chị Hương Lan ăn ớt mà giọng vẫn ngọt ghê gớm. Tôi có xem trên báo nói rằng người ăn ớt thì da mặt mịn màng lắm. Lúc trước tôi không tin, nhưng đọc lại mới biết ớt có vitamin E rất nhiều. Nghệ sĩ Trang Thanh Lan cũng tiếp lời, Hương Lan ăn ớt cũng rất đáng sợ. Một lần ăn cả chén ớt, tôi không thể làm được điều đó. Tôi mà ăn ớt là đau họng, không thể hát được. Tôi đang thắc mắc không hiểu vì sao Hương Lan ăn ớt nhiều mà dạ dày không bị làm sao. Lúc này Hương Lan vui vẻ, nói thêm về sở thích kỳ lạ của mình. Có một thời gian tôi cũng bị đau dạ dày, nhưng tôi biết không phải do ớt. Tôi ăn ớt từ nhỏ, ăn mãi, đến giờ cũng không sao hết. Tôi ăn ớt theo mà, vì mà tôi ăn ớt rất giỏi, ba tôi cũng ăn ớt, nên tôi ăn rồi quen luôn. Nữ danh ca còn kể, trong một lần đi ăn cùng danh ca Thùy Nga. Cô đã khiến đàn em choáng váng khi mang theo nguyên một túi ớt để ăn kèm, đồ ăn của nhà hàng. Bên cạnh đó có một điều thú vị nữa được bật mí là dù đã U70 nhưng Hương Lan vẫn được khán giả gọi là bé khi đi hát. Ca sĩ Lê Hoàng Mỹ Linh kể, mọi người toàn gọi chị bé Hương Lan vì chị được mệnh danh là thần đồng, đi hát nổi tiếng từ khi còn bé xíu. Bây giờ ở Việt Nam, những người già lớn tuổi vẫn hay gọi chị là bé Hương Lan. Hương Lan khá hào hứng khi được nhắc đến tên gọi mà khán giả trung thành nhiều năm qua vẫn gọi cô mỗi khi bước lên sân khấu. Được gọi là bé tôi rất trung sướng vì đó là những người biết tôi từ bé đến lớn vẫn nghe. Chỉ những người nghe tôi hát từ nhỏ mới biết và gọi tên tôi là bé Hương Lan. Họ ái mộ cả ba tôi nữa nên mới để tôi theo tôi đến tận bây giờ. Hương Lan là một trong những nghệ sĩ gạo cội của âm nhạc Việt, bà từng vang danh khắp Sài Gòn cũ và hải ngoại. Hoạt động nghệ thuật hơn 50 năm, bà Hương Lan đã để lại nhiều bài hát bất hủ một thời. Dưới đây là một số thông tin về danh ca Hương Lan. Trần Thị Ngọc Ảnh, sinh năm 1956, thường được biết đến với nghệ danh là Hương Lan, là một nữ nghệ sĩ, người Việt Nam, nổi danh với dòng nhạc quê hương, trữ tình. Bà được đánh giá là giọng hát bền bỉ với dòng nhạc vàng, nhạc cổ truyền và cả cải lương, là giọng ca trụ cột của trung tâm Thùy Nga. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà là chị cả trong gia đình nên từ khi còn rất nhỏ bà được thân phụ là danh ca hữu phước truyền dạy. Chính vì vậy mà bà được làm quen với tiếng hát, sân khấu cải lương chỉ khi mới 5 tuổi. Đến năm 10 tuổi, bà Hương Lan bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Năm 1966, bà Hương Lan dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Trúc Phượng đã bắt đầu sự nghiệp hát tân nhạc của mình. Những ca khúc tân cổ giao duyên được bà thể hiện và song ca với nhiều tên tuổi khác được khán giả yêu thích, nổi bật là ca khúc Ai Ra Sư Huế được bà thể hiện với ca sĩ Duy Khánh đã lấy trọn tình cảm của khán giả nghe đài. Lúc bấy giờ, bà Hương Lan được mệnh danh là thần đồng âm nhạc khi chị mới 10 tuổi đã rạng danh khắp mọi miền. Ai ai cũng biết đến danh tiếng của cô bé 10 tuổi hát tân nhạc, lay động lòng người. Năm 1975, sau thời gian dài đi theo dòng nhạc tân cổ, bà đã chuyển mình sang cải lương khi mà cha của bà mời về hát cho đoàn hát Kim Trung. Tại đây bà diễn cặp với Trí Tâm, nghệ sĩ trẻ hát cải lương vang danh đường lẫy thập niên 70. Cặp đôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì diễn rất ăn ý tình cảm, nhưng vở diễn như Hàn Đề, Biệt Triều Quân, Tình Yêu Của Bảo Chùa, Cây Sầu Riêng Trổ Bông đã giúp cho cặp đôi Trí Tâm Hương Lan trở thành cặp kèo ngọt của chính thu hút nhất Sài Gòn. Với những tiết mục biểu diễn tâm tình, họ trở thành vợ chồng vào năm 1975. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.